Chào các bạn, đây là giống chó phốc hiêu. Đây là con bố này, con bố đấy, bố khủng rất là đáng yêu và thân thiện đúng không? Kế bên là con mẹ và ba con đó. Thì nứa này thì rất là đẹp. Nứa này còn đây con mẹ. Mẹ ăn cơm ăn cháo. Đấy. Con này con đen này là con đực. Con đen này là con đực. Đó. Hai con, một con hiêu vàng hung và xám xà xám. Là được một con đực và hai con cái. Đó. Rất là đẹp. Cục đuôi. Một đực hai cái. Mẹ đây. Chó mẹ đây. Con đen này, con trống. Này này. Đó. Rồi con bố. Con đen này chắc là lại gen của ông bà.